Đó, đây là món bánh canh lá chuối. Kêu du về trong sớm để vui từng ngày mùa, đường về thôn niềm vui trong đây đó, đường về thôn niềm vui trong đó đây. Ủa nội ơi, hôm nay nội làm món gì vậy? Anh canh cá lóc mà không có con kiếp trời, không có chai, tôi lấy lá chuối sắc làm ngon hơn. À, là nó đều hơn luôn hả? Đều hơn, mỏng hơn. À, khi mà mình đắp bột trên lá chuối như thế này thì nó sẽ mịn hơn khi mình đắp bột lên cái chai luôn. Cái đó mà đem lên bếp mình dập nước sôi bùng bùng có thả vô à? Coi nước sôi chưa? Đó, đây là món bánh canh lá chuối. Là mình nắn lên lá chuối xong rồi nước sôi cái mình sắc mình bỏ vô. Bây giờ còn thấy bột lọc không đâu, còn cái loại bột sắt nữa đâu. Thơm lắm, ngon lắm. Là lóc vậy cho nó không có xương hay nè. Lóc cho nó không có xương. Nè, là hồi lấy cái phi lê này là bỏ vô. Cá lóc thái da ngon quá trời rồi đó. Ra một dao, hai dao.
Thái xong rồi ướp nó hay rồi. Ừ, để ra đường, củ hành đồ vô. Tiêu. Tiêu, đường, hành đồ vô cho nó thơm. Rồi để vô miếng muối, miếng đường. Bên này là cá lóc nè. Bên này cá lóc, bên này tôm. Còn có mấy con tôm mở vô luôn cho nó ngọt. Đây. Nó ướp đi. Ướp, đâm vô chút tí tiêu à, đây cô Tư không ăn tiêu nữa à. Bắt tay vô mất vệ sinh, mất thẩm mỹ chứ. Cái muỗng trong rực cũng được. Chút rộn trong này luôn rồi. Chút nó lọt trong hũ đường luôn rồi. Ra nè, lấy đi. Đó, bà sát xong rồi cái nước sôi bà đổ vô hình nè. Sát nước sôi rồi, cái để nó vô, cái vớt ra chuối ra, bột nó gấp lại. À, là gạch như vậy á hả? Ừ. Gạch như gạch hàng vậy đó. À, nó đều đều vậy luôn. Rồi, nè, thở vô nè. Đó, nè, coi nè, đó, úp vô. Ừ. Mà nước đó là nãy mình lấy nước cốt dừa hả? Nước giảo dừa là nước cốt cây viên ra. Vớt ra, vũ ra. Chút chín chín cho mình vũ lấy lá chuối ra. À trời, từ nó sôi cái lá chuối nó bung ra. Bung ra. Bung ra. Thì ra là vậy. Để ăn bánh gì đâu. Bánh cam. Xương hồi nữa để vô con. Để vô trong nước rồi lấy nước ngọt. Xương cá. À, hồi thái cái đó ra xong cái xương lấy nước ngọt. Ừ, mình lấy nước ngọt vô lấy luôn con. Để vớt chút đi. Ừ, mình lấy cái bột này muốn làm bánh ngọt, mình vớt ra miếng làm bánh ngọt đi. Gã chân. Không có. Làm gì gã xíu mà được con. Nè thấy không, lấy lá rồi nè thấy không. Nè vớt lá thấy không. Đó, thấy không. Mấy cái trước vớt ra. Không chín nữa, chín rồi. Đó. Đó, tự nó bung ra cái đó rồi. Ừ, tự nó bung ra nó rời ra thành con bánh canh. À. Đó, thấy dễ không? Vậy mà nó mềm hơn cái bánh canh sắt chai dữ lắm, nó ngon bánh canh sắt chai nhiều lắm đó. Cái này á. Ngon bánh canh sắt chai dữ lắm. Nó đều hơn, nó mềm mại hơn. Sắt chai chứ mình làm cái bằng nè, thấy không? Nó dài không? Hồi đó người ta lấy chùm đó bà ta, mình nói là mẫu trên ta lấy chùm là sao? Lấy chùm bột nó con rồi mới nắng lấy mà nửa chín nửa sống rồi nhồi lại. À có nghĩa là khuấy xong rồi nhồi chung vậy. Nhồi lại, ừ nhồi lại làm. À, là nấu làm miếng. Làm như là bột sống thôi. Ừ, mình làm bột sống thôi. Ít thôi rồi lấy chùm gì. Chưa con, nó chưa gớt ra rồi, bắt đầu nó gớt, nó chín bột nó gớt con. Dài, thấy không? Bánh dài không? Đó, nè, gỡ lên quay đó. Đó, quay được chưa? Trời, con bánh canh. Nè, con bánh canh nè, đó, đẹp không? Này thì sắc nó hơi bự một xíu. Bự rồi. Về nè, phải sắc nhỏ nữa, nó ngon hơn. Đó, đây là bánh canh lá chuối. Ừ, ngon ăn không? Ở đó mà gần chai, mất công cực khổ đó. Nè. Tay quý vị dòm nè, đó, nè, dài ương, đó, đẹp ghê chưa, đó, nó chưa chăm không, nó chưa chín, nó chăm rồi, nó chín là chưa chăm, nhầm. À, ướp vô, đẩy vô nồi, đó, ngon không, ngon ghê chưa, nó chưa giá. Rồi, vậy là xong cái nêm nếm, bỏ nước cốt dừa vô là xong hả? Đây, chín sắp chín rồi, ăn ngon rồi. Rồi còn để nước cốt dừa cho nữa. Chưa có nước dừa. Rồi, bây giờ là con hết ra ngoài sân. Rồi, nội bỏ, có làm niêm này nữa không? Để nước cốt dừa vô là chín đó.
À là nãy đi mới trong cái kia cái nó vừa ăn rồi hả? Cái kia nó qua nó vừa rồi. Giờ nó cốt vừa nó là chín. Để cho thịt cá nó chín chút đi. À giờ cháy nó cốt ra, nó cốt đầu tiên của dừa đó. Rồi cái rồi. Là nước nhất nước đặc không? Nước đặc đó. Rồi vậy là chín đó. Rồi xong rồi nhắc xuống ăn. Hấp dẫn quá. Hấp dẫn quá đó, có tôm đó, có cá quá là cá rồi. Ngon dữ ngon rồi. Lâu lâu hải hả? Còn ngon quá trời luôn. Ý không, múc ra một tô quay cho nó đã rồi. Ngon quá trời. Ôi, con chị á, tôm chị á. Đó, quá trời hấp dẫn luôn. Đó, vừa xong món bánh canh lá chuối. Tôm và cá lóc thái à. Đó, khi nào ăn thì chúng ta múc ra, chúng ta bỏ thêm một tí tiêu nữa cho nó có cái mùi thơm nữa. Xong. Đây là xong một tô bánh canh lá chuối cá lóc thơm.